cảnh trồng hoa của trường trung học cơ sở Bình Đức. À, đây một người đang phá hoa này, quá đẹp luôn, không thể nào mà diễn tả được cái chữ đẹp viết như thế nào luôn. Coi là hai chụp hình coi nè. Thôi con lé vô hư hình của thầy. Đây quá trời đẹp luôn. Ừ, lát thầy bót hết cha. Bạn Mai lớp 84 phải không? Nhiều đây trồng hết. Đó, đây nè, đây khuôn mặt nè. Bạn vẫn áo khoác vàng nha không? Học sinh bên đây còn trống nhiều dữ vậy nè. Đây, lưỡi hổ. Này nó trông giống lưỡi mèo hơn.